Chào mọi người, hôm nay đổi gió đi ngắm biển cùng mình nha cả nhà. Cảm nhận của mình khi vừa đến đây chính là vắng, khác hẳn vẻ nhộn nhịp, xô bồ, tấp nập và chen chúc của các cảnh biển như ở Nha Trang hay Vũng Tàu. Rất thích hợp với những người yêu sự tĩnh lặng giống như mình. Mình đang có mặt tại mũi Kê Gà thuộc xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, cách thành phố Phan Thiết khoảng 30 km về phía nam. Và hôm nay là thứ bảy của tháng 5, bây giờ là khoảng 3 giờ chiều. Xin nhiều rác giữa ta có vẻ ghi hình không ổn lắm, nhưng mà chân thật nha các bạn, cảm nhận như chính các bạn đang có mặt tại ở đây vậy đó. Đâu vậy thôi chứ bữa nào có tiền sẽ đầu tư thêm cái tay cầm chống rung. Cái cảnh này thấy giống trong phim quá hen, non nước hữu tình ghê. Các cặp đôi nào muốn chụp hình cưới nhưng lại ngại có nhiều người thì ở đây quá hợp lý. Lèo tèo chỉ có vài người à. Điểm đặc biệt của mũi Kê Gà là có rất nhiều những tảng đá hình thù kỳ lạ, xếp đủ kiểu hết á, cứ như lạc vào mê cung đá vậy đó. Mũi Kê Gà còn khá là hoang sơ. Ở đây mình có thể bắt gặp được rất nhiều loại ốc nhỏ, cá nhỏ nè, cua nè, ở ven các cái hốc đá, các mép đá ấy. Các bạn nên chú ý khi mà bắt ốc nha, coi chừng đứt tay á, vỏ ốc khá là bén luôn, mình cũng bị dính chuỗng á. Chính những cái tảng đá này nè là cái nơi mà đỡ mấy cái con sinh vật nhỏ nhỏ như cá, cua rồi nó trú ẩn á. Nhờ vậy mà khi các bạn đến thăm vẫn còn có thể nhìn thấy tụi nó, không có như những cái biển mà đã khai thác du lịch mạnh rồi hầu như là không thấy con nữa. Đến với mũi Kê Gà, các bạn có thể ngắm ngọn hải đăng. Nghe nói đấy là cái ngọn hải đăng cao nhất và cổ xưa nhất Việt Nam. Cái số liệu thì mình cũng quên mất rồi. Các bạn có thể mướn thuyền để qua bên đó tham quan ngọn hải đăng nha. Mình thì mình chỉ ghé tại đây check-in thôi nên không có qua bên đó. Các bạn nào mà thích đi phượt á, hoặc muốn có một cái địa điểm để vui chơi vào các dịp lễ thì hãy đến với mũi Kê Gà nha. Vừa vui chơi, ăn uống, chụp ảnh nè, ngắm biển nè, ngắm bình minh hoàng hôn nè, rồi tắm biển các kiểu nè. Đảm bảo là các bạn có những cái bức hình là siêu đẹp luôn, không cần qua chỉnh sửa gì hết á. Nước biển ở đây cực kỳ trong, theo mình nó khá sạch. Các bạn mà thích trải nghiệm á, có thể thử cảm giác tắm biển mà với đá giống như mấy cảnh hay chiếu trong phim cổ trang á, cũng thú vị. Bạn nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đồng thời nhớ nhấn like và share nếu như các bạn cảm thấy cái video này hữu ích. Check-in đã xong, các bạn nào muốn đi du lịch không? Ghé mũi Kê Gà liền nha. Và đừng quên để lại bình luận sau khi bạn đã trải nghiệm chuyến du lịch đó nhé. Hẹn gặp lại vào video tiếp theo. Bye bye.